Chào mừng quý vị đến với chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay, ngày 16 tháng 4 trên kênh thông tin Invest TV. Thưa quý vị, trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới tính đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam đang được giao dịch quanh ngưỡng là 1.763 đô la Mỹ trên một ao, tăng mạnh 27 đô la Mỹ so với dịch cùng thời điểm này sáng ngày hôm qua. Đồng bạc xanh đã giảm xuống mức thấp nhất 4 tuần so với các đồng tiền đối thủ, theo đó giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với các người mua hàng bằng ngoại tệ khác. Trên thực tế thì giá vàng kỳ hạn đang tăng mạnh, tiền gần mức tăng cao hàng ngày và đạt mức cao nhất trong 6 tuần qua trong phiên giao dịch muộn nhất vào ngày hôm qua. Giá vàng đã chứng kiến một sự đột phá tăng về mặt kỹ thuật từ khu vực tắc nghẽn được nhìn thấy rõ trên biểu đồ của giá. Còn tại thị trường trong nước, giá vàng trong phiên dịch hôm nay cũng đã có sự điều chỉnh tăng so với phiên dịch cùng thời điểm này sáng ngày hôm qua. Cụ thể, giá vàng tại các khu vực đang được niêm yết ở mức giá như sau. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay trên kênh thông tin Invest TV. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề tài chính, đầu tư hay thông tin thị trường, vui lòng liên hệ theo số hotline của chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email bamintap@invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!